Rồi, xin chào các bạn nhá. Hiện tại thì mình đang ở nhà anh Khánh ở làm khoai. Cụ thể nó là ở thôn thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên. Thì hôm nay mình quay cho các bạn một cái tác phẩm xanh. Xanh này là xanh giáng làng, đấy, một cây xanh cổ. Cây này thì theo như anh Khánh được nói cho mình ấy là cây này là anh ấy tham dự triển lãm khá là nhiều rồi. Đấy, và khi mà cái tác phẩm này của anh đi tham dự triển lãm là cũng có được giải thưởng cho mình. Theo mình biết là tác phẩm này của anh ấy đã từng đạt giải giải bạc thì phải. Đây này, anh chị. Anh em nhìn nhá. Đây này. Đấy, đây là tên của tác phẩm và chủ nhân. Anh Phùng Gia Khánh. Đấy, Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên. Số điện thoại của anh trên này hết rồi. Anh Khánh mua cây này là năm 2010 đúng không? Năm 2010. Năm 2010. Đấy. Thì mình chả nói dối các bạn đâu. Anh Khánh mua cây này ngày ấy là cũng tiền tỷ đấy, chứ không ít tiền đâu. Cái này là cũng tức là anh Khánh sở hữu cây này cũng gần chục năm nay rồi. Còn đâu thì chủ nhân trước thì sở hữu thì mình cũng không biết được là bao nhiêu năm, nhưng mà cây này cũng là một cây phải nói là rất là lâu năm, cổ. Đấy. Thế nhá, mình sẽ quay tổng thể cái cây cho các bạn này, sau đó mình sẽ lại gần quay cho các bạn thấy. Đấy, những cái cây xanh tiền tỷ của anh ấy đấy. Đây, bộ rễ của nó này. Thấy chưa? Đều là những cái cây phải nói là rất là già gốc này. Đấy. Thấy chưa? Một cây xanh giáng làng ôm đá. Đấy, cái bệ đá nhìn rất là đẹp. Đấy. Đây, mình sẽ quay cái góc này. Đấy. Góc này thì nhìn khá là ok đúng không? Vì nó thuận ánh sáng. Các bạn có thể nhìn được tổng thể hết cái cây này. Một cây xanh giáng làng tuyệt vời. Đấy, anh chủ nhân đang đi vào đấy. Đấy, bác quay đây cái cho anh em nhìn là đấy, giới thiệu là các bác đây anh Khánh nhá, chủ nhân của cái tác phẩm xanh giáng làng này. Đấy. Cây này chắc là đợt trước triển lãm Festival Thanh Hóa. Ở Thanh Festival Hóa. Thanh Hóa. À. Đấy, triển lãm viên. Vâng. Tức là triển lãm, tức là cũng đã từng vào Thanh Hóa dự triển lãm. Hình như là triển lãm Thanh Hóa là năm mười mấy nhỉ? 15 à? 15 hay 13 gì đấy. Sang năm có. Sang năm hay là dự tính là cuối năm nay thì gì ấy? Đúng không? Thì hôm em thấy anh Dũng bảo là hình như là tháng 10 năm nay, hoặc là nếu như là sang năm thì anh có dự định cho cái này đi tiếp không? Có, sang năm có. À. Đấy. Nhưng cái tháng 8 mới lại lại làm tiếp. Đấy. Cái này thuộc loại cây quý. Già, rất là già. Thân già. Đấy, tay tán này. Sinh quê. Đấy, các bạn nhìn thấy tay tán chưa? Đấy, rõ không? Rất rõ nhá. Cái này nó có hai cái như cái hai cái trụ cột đấy nhỉ? Đây 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 là. đây đây, đây gọi là cột kèo. À, đấy. Đó, đây 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 gọi là hai cái cột. Cột Đấy, kèo, đúng đây gọi hai là cột cây cột kèo. kèo. Nhìn rất đều nhau nhỉ? Trông hai lại trông như là hai cái chân gà. Đúng rồi, chúng nhìn như hai chân gà. Như là chân gà. Con này mà làm ví dụ có một cái
mỏ hát ra đây, giống như kiểu đầu con rùa hoặc cái nhìn thì tuyệt vời đấy nhỉ. À, nhưng mà đầu nó sẽ ở đâu anh? À, đây đầu rùa đây đúng không? À, đây ở đấy, đúng không? Đấy, nhìn đầu này thì mới hình dung ra này. Đây, bên cạnh đó thì anh cũng có hai tác phẩm nữa, cũng nhìn khá đẹp. Đây đều xanh quê đúng không anh? Đây là xanh Nam Điền. Đây à, cây này là xanh Nam Điền à? Xanh Nam Điền. À. Một gốc xanh Nam Điền. Cây này với cả cây to này, dáng làng này mua cùng nhau hay là cùng một năm? Cũng năm 2010. Đấy, đứng góc quay này nhìn rất rõ nhé. Cái này thì nó mo xịt rồi. Đây và một tác phẩm bên này nữa. Cây này không già bằng cây bên kia đúng không? Ba cây này anh mua cùng với nhau à? Hay cây này mua sau? À. Cây này lấy ở đâu anh? Rồi ok, thì trong mấy cái tác phẩm này thì mình thấy cái tác phẩm cây xanh dáng trực làng cổ này là tác phẩm nó là tuyệt vời nhất của anh Khánh. Đấy, đứng ở góc này các bạn sẽ nhìn thấy. Đứng ở góc này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó rất là rõ đúng không? Đấy. Rồi. Nếu như mà các bạn thấy những cái cây này đẹp đúng không? Và cảm thấy thích thì có thể liên hệ trực tiếp với cả anh Khánh. Số điện thoại lúc nãy mình đã quay rồi đấy. Rồi, và thấy video này hay, hữu ích thì hãy like, share video này cho nhiều người cùng xem. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Rồi, xin chào. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Cứ 20 giờ hàng ngày các bạn lên kênh Bonsai Chi của mình. Thì mình luôn luôn có những video mới. Cứ đúng giờ đó là có video rồi. Các bạn hãy cùng ngắm những cây cảnh mới mỗi ngày nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.